Rồi, đi điểm bệnh thử xem coi hôm nay nó làm sao. Bác này sao? Dạ, qua giờ ra nhiều không bác? Thì xem cái bệnh này coi. Điểm sơ qua thôi. Nắm cái bệnh là chính. Này từ lúc nào đến giờ đây? Đến giờ đây hả? Nó không ra nữa hay sao? Xì hơi được tốt không? Rồi, chúng ba. Kêu hết đi sáu qua đây. Sao kêu? Đi sáu đâu? Hôi quá hả? Ừ. Thôi, bỏ cái ống ha. Cái bụng thấy sụp lép rồi phải không? Ừ. Sáng nay có đi cầu không? Nhanh lên. Nó vắn tắt thôi, nó vắn tắt. Dạ. Một đây là trường hợp gì, tình trạng làm sao, diễn tiến làm sao? Dạ, đây là một cái tình trạng là bị có tình trạng đau nôn biến chứng nên ta theo dõi tắc ruột và cho siêu âm. Thì lúc ta theo dõi dẫn lưu thì ta thấy dịch dẫn lưu dạ dày thì có màu vàng đen đục thôi. Thì đó là dịch chúng nghi là đó là do dịch phân bị đẩy lên dạ dày. Thì đó là tắc ruột. Tắc ruột do dính. Dạ. Đúng chưa? Điều trị bảo tồn. Giờ hiện tại thì bệnh nhân diễn tiến tốt hơn hay xấu hơn? Dạ, bệnh viện hiện tại thì bệnh nhân diễn tiến tốt hơn. Tốt hơn ở chỗ nào? Ít hơn hồi lúc mà em khám là 1.000 ml, giờ thì ít hơn. Nói gì nữa? Toàn trạng thì em thấy bệnh nhân tiếp xúc tốt. Điều quan trọng là giờ bệnh nhân bớt đau rồi, bụng bớt chướng, đã xì hơi, đã đi tiêu được. Nhá khám thì thấy bụng nè, bụng mềm. À, trước khám ta thấy bụng căng ra, giờ khám nó bụng mềm. Phân hôm qua xẹp. Em khám từ trước xe thì thấy phân mềm còn giờ bệnh nhân tắc ruột, thì khi ruột nó cái chỗ tắc nó giải quyết được rồi thì cái phân đó ra mềm hay cứng đâu có quan trọng. Hả? Đâu có dựa vào cái phân mềm hay cứng đó mà chẩn đoán là cái diễn tiến tắc ruột nó tốt hơn hay xấu hơn đâu. Thì sao thế là yếu. Cái này có mổ không? Có. Dạ. Mổ hồi nào anh? Hả? Hai hôm bữa nay, tình trạng bữa nay sao? Dạ, tình trạng bữa nay thì mới vô trước thì hả? Mới vô hả? Đâu, anh làm đây hai bữa. Dạ không, bữa em giường này là của anh Sang. Sang nào? Sang đâu? Dạ, anh Sang còn bị áp xe nhưng mà mới về hôm qua. Hôm nay mình nằm đây hai ngày rồi hả? Bữa nào mình nằm đây bằng ca em. À, rồi cho anh cho hỏi bữa nay thấy trong người gì sao? Nói chung là nó khỏe nhưng mà tốt. Bị đâm hả? Bị đâm hay bị té? Bị té. Té bể ruột hay sao? Té rồi anh mình cái vết thương đó rồi gia đình sợ bị trùng nó bị mổ chứ sao. Ừ. Rồi. Bữa nay xì hơi được chưa? Rồi. Có cảm giác đói bụng không? Nghe đói bụng nhưng mà có nhức. Ừ, đi tiểu như thế nào? Tiểu nhiều không? Tiểu bình thường. Tiểu bình thường. Ừ. Ăn uống rồi sao rồi? Rồi à, hôm qua giờ có làm sốt không? Không. Không. Rồi bữa nay uống nước. Nha, uống nước được thì thấy nó xuống thì ăn cháo. Nha, chúng ta thấy bệnh nhân này mổ một cái chấn thương buồng kính. Nha, tổn thương là gì thầy chưa xem hồ sơ. Có thể là một cái lũng ruột, có thể là một cái vỡ. À, xin lỗi các bạn, vỡ ruột. Có thể vỡ ruột và những tổn thương khác của tầng đặc. Nha. Chấn thương bụng kính thì không có dùng từ lũng, nên là vết thương mới lũng. Anh bị chấn thương vô bụng hay bị đâm? Bị đâm là chắc lũng. Ha, giờ thấy bệnh nhân ngày thứ ba rồi. Ừ. Đã hoạt động đường tiêu hóa đã có. Thì quan trọng nhất sau mổ là chúng ta xem coi cái đường tiêu hóa, cái ruột nó hoạt động đó lại chưa. Nó hoạt động đó lại chứng tỏ là gì? Chứng tỏ cái bụng đã ổn. Nha, bệnh nhân này đã hoạt động rồi. Tôi hỏi luôn cái vấn đề về đi tiểu thì tiểu nhiều chứng tỏ là gì? Tiểu nhiều chứng tỏ cái điều gì? Hả? Chứng tỏ gì? Bệnh nhân đã qua khỏi cái giai đoạn sốc chấn thương, sốc do phẫu thuật gây ra. Nha, thường thường cuộc mổ đó, mổ chương trình hay cấp cứu đó nó sẽ làm cho cơ thể có xu hướng giữ nước lại. Cho nên sau mổ bệnh nhân có xu hướng đi tiểu ít. Đến cái thời điểm mà bệnh nhân từ ít chuyển sang tiểu đa niệu đấy thì lúc đó là cơ thể đã qua khỏi giai đoạn sốc do chấn thương. Chấn thương đó bao gồm chấn thương do phẫu thuật nha.
chứng tỏ hai dấu hiệu để chứng tỏ là bệnh nhân là đang diễn tiến thuận lợi, một là đã trung tiện được, hai là đã đi tiểu lượng nhiều. Hỏi thêm một hai câu nữa là gì, là đã có cảm giác đói bụng chưa? Có rồi, hãy chứng tỏ là có diễn tiến bệnh nhân này đang diễn tiến thuận lợi nha. Như này còn vô nữa, một vài nay cũng không tháo rồi, cảnh báo. Rồi, tại vì cô điều dưỡng không biết là còn truyền nữa hay không, cho nên phải lưu lại. Nếu mà chắc chắn là không truyền nữa thì chúng ta sẽ rút ra cho nha, ta xem vết mổ nha, mổ vết thương thấu bụng là phải chắc chắn là có nguy cơ nhiễm trùng vết mổ đấy nha. Trước tiên gỡ ra xem, ta phải xem cái băng có thấm dịch hay không, có thấm không, có cái gì không thấm hay đâu, gỡ ra xem coi. Đó, xây sáu cái ngày nào một tuần có xây tour xe phòng không hả? Y sáu đâu? À, ai chịu trách nhiệm phân cái phòng này? Ai? À, tại sao lại không cố định một phòng? Chứ đội trưởng đâu không phân mà tự động phân rồi. À. Chà, băng nhưng mà kỹ dữ vậy hả? Đừng có băng một cái vết mổ mà nhiễm trùng, có nguy cơ nhiễm trùng thế này, không có nên băng kín băng chặt như thế. Nha, để người ta mở ra xem thường xuyên, phát hiện sớm nhiễm trùng nữa có lợi cho bệnh nhân nhiều hơn. Nha, băng rất chặt như thế mà nó kín như thế thì bệnh nhân cũng ngại cho bác sĩ mở cái băng ra khám. Mà bác sĩ cũng ngại làm cho bệnh nhân đau, cho nên cuối cùng để vết mổ tại quầy ra mới biết nha. Rồi vết thương bụng ha. Rồi, dịch thấm băng nè, dịch này dịch cũ hay mới? Hả? Dịch gì? Dịch gì? Máu này, máu cũ nè, màu nâu đen là máu cũ nè, chứ đương nhiên có một cái chỗ này đó có thể có nhiễm trùng nè. Thấy không, màu trắng trắng này là bắt đầu có mủ rồi đấy. Thế tại sao cái vùng rốn hay bị nhiễm trùng hơn những vùng khác? Nó là cái vùng thấp nhất. Cho nên ở trong nó sẽ động cái đó thì nhiễm trùng rốn là cái xác suất cao hơn nhiễm trùng ở cái phần khác của vết mổ. Nha, để theo dõi thêm đi. Nghe, còn khám vết mổ, chúng ta nhìn thấy vết mổ làm sao? À, hơi nề một chút. Cái chân chỉ nó hơi lõm đó, thấy không? Cái đường chỉ, cái chỉ nó hơi lõm. Nghe đúng không? Nhưng tuy nhiên không có thấy đỏ, hai cái mép vết mổ không có thấy đỏ, phần da quanh vết mổ không có thấy đỏ. Nha, nên người ta ấn á, mang cái găng vô ấn thì xem vết mổ có rỉ dịch hay không, dịch đó màu sắc như thế nào. Nha, cái này thấy ổn đấy, để theo dõi thêm một hai hôm nữa nha. Tên gì anh? Dạ. Anh tên gì? Phong. Rồi. Bữa nay sẽ thay băng. Nha, ăn cháo. Ừ, ngồi dậy, đừng có nằm lâu quá. Anh ngồi dậy đi qua đi là. Ừ, rồi. Tiếp bên đây. Bệnh nhân này là mới hậu phẫu biên mục thường. Cái này đây hả? Sáng nay hả? Giường này là đâu có, nằm đây mấy ngày rồi mà, đúng không anh? Hay mới lên? Mới lên qua mổ ruột thừa hả? Mổ nội soi. Tình trạng sáng nay sao? Nội soi. Tình trạng sáng nay thì bệnh nhân tên gì luôn dịch chờ vàng trong. Ông kia tên gì? Tốt. Dạ, bệnh nhân đó là Tư Lê Văn Tư. Rồi, này tên gì? Dạ là bệnh nhân là người Phú Cước. Cước. Thì em thấy là mổ mấy ngày rồi? Dạ. Mổ hôm qua. Ừ, ruột thừa là sao? Ruột thừa như thế nào? Dạ tại em cũng đang dịch những lưu đó ra làm sao? Dạ, dính lưu tốt, còn có tình trạng thấy cái bụng xẹp lép và thấy yên tâm rồi đúng không? Nhất là cái vùng này nè. Tối nay rút ống dẫn lưu, chừng thứ hai về được đấy. Nhá, rút ống dẫn lưu. Anh uống nước rồi ăn cháo thử xem coi làm sao. Mấy nay mới quay rồi, uống nước uống cháo. Được không? Uống nước được, uống cháo được. Ăn cháo thấy nó xuống không? Xuống. Ừ, rồi. Rồi, rồi lên. Đây là bệnh nhân Tô Văn Long, cũng là hậu phẫu viêm mục thường. Thường là người 4 nhưng mà bệnh nhân có một cái tình trạng là nhiễm trùng cơ tim. Hôm qua rút ống rồi phải không anh? Rút vào. Bữa nay thấy trong người sao? Có cái ho nó còn đậm mấy vết thương đó. Đi tiêu được chưa? Đi tiêu chưa được nhưng mà ăn uống sao rồi? Cháu bữa cũng được hai ba bữa, có xì nhiều lắm. Xì nhiều lắm, nằm xuống xem. Có ho nó đậm vết ho động vết mổ đó, đau chỗ nào, đau vết mổ nào, nằm thả lỏng, thả xẹp cái lưng xuống luôn nè, thả lỏng ngay gần đây không? Đau quặn hay sao? Ngay gần đây không?
Tây Ninh. Tây Ninh không có nhà bà con nào gần đây hết phải không? Dạ không có. Thôi nằm đây thứ hai về nha, ăn ăn cháo thôi, uống nhiều nhiều nước vô nha. Tên gì? Dạ bệnh nhân tôm ăn đó. Rồi. À, cha đất hay cha bên kia thay băng nha Phi, qua rút ống dẫn luôn này, bị sao đây? À rồi rồi, hôm qua có một cái khối chẩn đoán là một cái nang giả tụy gì đúng không? Nó bớt đau chưa anh? Nó đau khoảng 12 giờ đêm tới 4 giờ sáng. Hết rồi, đừng có ăn, bây giờ đừng có ăn mỡ, đừng ăn thịt nhiều quá. Thôi bây giờ ăn cháo đi. Uống nước cam rồi. Được. Nha, ăn cháo. Cháo đi, trắng. Đi dám ăn, đỡ đau rồi. Nhưng mà cũng ăn đi chứ, nhịn lâu quá không tốt. Nha, nên đã thấy nó bớt đau rồi, ăn mà đừng có ăn đồ mỡ, đừng có ăn thịt chất thịt nhiều quá. Uống nước súp rồi. Ít thôi, cái gì có mỡ thì không kiêng. Mỡ, hầm, nước súp. Rồi, tốt, vậy hay tốt ha. Cũng thử để xem coi, nếu mà uống chút ăn chút nó đau lên trở lại, đừng có uống tiếp, đừng có ăn tiếp nữa nha. Tên gì đây? Phương hả? Anh này bị sao đây? Dạ, này, bệnh nhân này là Huỳnh Thanh Đông, 24 tuổi, thì đang cách đây 2 ngày, 3 ngày nhập viện, thì bệnh nhân đang đi đường tự nhiên ở đâu anh bụng. Ừ, đã mổ rồi thì nói cái tổn thương sau mổ đó, đừng có trình bày dài. Tổn thương sau mổ thì một vết thương lành tốt. Tổn thương là cái gì? Mổ ra cái gì? Dạ là thủng dạ dày. Thủng dạ dày? Ừ, làm cái gì? Dạ cũng dạ dày, không rõ nguyên nhân. Tại vì anh kêu là đi đường thì tự nhiên là bị đau bụng. Trời đất ơi, hôm nay ông yếu quá, yếu thủng vô loét chứ không sao, là không rõ nguyên nhân. Loét thủng chứ có gì đâu mà không rõ nguyên nhân hả? Có xem hồ sơ không? Thủng vô loét dạ dày đúng không? Dạ có. Ừ, nó nằm mấy ngày rồi anh? Bữa nay thấy trong người sao? Khỏe, xì hơi được chưa? Đi cầu được chưa? Ăn uống làm sao rồi? Ống dẫn lưu này đặt ở đâu? Nhưng đặt ở đâu? Đặt ở dưới hai đô la. Sao biết? Có chắc chắn không? Hả? Có chắc không? Vị trí này lưng lửng, nếu dưới ga sẽ đặt ra bên đây. Còn nếu đô la sẽ đặt bên gì? Cái này đặt lưng lửng mà nó lại hơn cái vẻ, nó giống như nó hướng lên trên. Nó ra gì không? Chút vậy thôi đó hả? Rồi nha, bữa nay rút ống, bữa nay rút cái ống, anh uống nước ăn cháo chút thôi, đừng có ăn nhiều quá, nó xuống là hãy ăn tiếp nha. Tên gì đây? Long. Rút ống dân luôn, thay băng. Bệnh nhân nhập viện về tình cảnh đau quặn bụng liên tục cách đây 4 ngày. Đau không giảm, gần cách 3 ngày nhập viện thì bệnh nhân khám để thấy cái gan to. Gan to dưới bờ sườn. Bây giờ thì tình trạng của bệnh nhân đã giảm đau dần. Vậy đau do cái gì? Đau do cái gì? Nè, cho tôi cho thoáng bệnh chút nè. Đau sao? Đau sao? Giống đau bụng. Giống như đau bụng. Chứ thật ra không phải đau bụng hả? Chứ đau chỗ nào chỉ tôi xem coi. Làm nghề gì? Đau chỗ này. Đau lâu chưa? 4 ngày. Đau 4 ngày. Đau như thế nào? Có hai chân lên, nó nhói nhói. Ăn uống đồ được không? Đi tiêu được không? Tiêu. Thả lỏng. Phình cái bụng lên, xẹp xuống. Phình lên, xẹp xuống. Bụng trướng trướng hả? Cái cầu đồ bình thường hả? Thả lỏng. Phình lên, xẹp. Phình. Đừng có ẩn cái bụng lên, anh thả lỏng cái bụng coi, thả lỏng. Đúng là cảm giác gan to, tới đây nè. Giờ ấn chỗ nào đau? Hết đau rồi. Rồi xem xét nghiệm nó trở về bình thường hết thì cho nhân xuất viện nha. Nguyên nhân cái gan to đấy, nếu không phải của ngoại khoa thì chúng ta sẽ tính sao? Chuyển qua bên nội ta khám. Tên gì ạ? Tên gì ta? Thắng. Bị sao đấy? À, hôm qua có khám rồi, gì hết đau chưa? Hết rồi, muốn về không? Tên gì đây? Đại Văn Chánh. Hả? Đại Văn Chánh. Chánh hả? Dạ. Rồi xuất viện nha.
có gì lạ quay trở lại tái khám nha. Bị sao? Bị gì đây? Dạ, bệnh nhân là Lê Công Tiến. Lúc mà thứ hai là bệnh nhân bị đau vùng khó chịu lại. Theo dõi bình thường. Bây giờ hết đau chưa anh? Hết thẳng đau luôn. Hôm nay anh nhiêu tuổi? 45. Trong gia đình có ai cha mẹ trong gia đình có bị u của ruột già không? À, bị trước giờ có đau bụng thế bao giờ không? Không. Trong thời gian gần đây có hay có vấn đề tiêu đường tiêu hóa có gì? Ăn uống không tiêu lâu chưa? Lâu là bao lâu? Lâu 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 rồi. Bây giờ là nhập viện vì đau dưới đây mà giờ hết đau rồi. Bạn thấy không, nhiều khi cái đau hốc chỗ phải đó do rất nhiều nguyên nhân, có những nguyên nhân chúng ta không điều trị đặc hiệu gì nó cũng tự hết, được ở bụng luôn. Sợ thấy cục dưới nó đau, ăn sờ đi, ăn cỡ cái thắt lưng ra. Sợ thấy khối dưới hốc chỗ phải đấy. Co hai chân lên. Thấy cục cứng cứng dưới không? Thấy không? À, tôi sợ thấy một cục ở đây thì anh thì làm sao về được? Vậy muốn xin về không? Đây nè. Sợ đi, thấy cục không? Đúng không? Ăn uống vô cái bụng có nổi quặn lên không? Giờ cái đau đấy là nhân nhập viện đau hốc chỗ phải nha. Bây giờ xem cái khối cứng vị trí ở hốc chỗ phải đấy thì có bao nhiêu khả năng nó sẽ có thể xảy ra? Đóng quánh hoặc là áp xe của ruột thừa, khối của ruột thừa nha, thì có 3 khả năng. Một là đóng quánh, hai áp xe, thứ ba là u nhầy của ruột thừa hay là bú của ruột thừa nha. Khả năng thứ nhì là gì? Cái tổn thương của manh tràng hoặc là của hồi tràng. Thứ ba nữa là tổn thương của mặt treo. Thứ tư nữa là tổn thương những cái tạng khác lân cận. Nên chúng ta phải giải quyết từng trường hợp một nha. Này không phải áp xe, này không phải đóng quánh, tại vì khối này giới hạn rất là rõ lắm. Cho nên là có thể là một cái u của ruột thừa nha, hoặc là một cái sang thương gì đấy ở cái vùng mặt treo mặt nối chỗ đấy ha. Thấy một khối rõ như thế thì có bao nhiêu hướng để chẩn đoán hả? Một là siêu âm là đơn giản nhất. Thứ hai nữa nội soi của đại tràng, nếu ta nghĩ là của u của manh tràng. Thứ ba nữa là gì? Là CT bụng. Nghe chọn một trong ba cái đấy. Rồi cuối cùng nữa là gì? Nếu cần thiết ta nội soi bụng chẩn đoán luôn. Nếu anh về nhà thì nên quay trở lại được kiểm tra. Có u trong đấy đấy. Đúng rồi, có u đó có thể lành nó hay dữ đấy. Đúng rồi, tên gì đấy? Con Thiến hả? Thiến rồi. Xuất viện hẹn tái khám lại kiểm tra lại nha, đừng có điều lời luôn nha. Rồi. Sợ được cái khối đó không? Sợ khối đó không? U trực tràng. Bích gần hết lòng trực tràng. Giờ bụng bắt còn đau nổi gò lên không? Còn bao lâu? Bây giờ hiện tại giờ sáng nay có nổi gò lên không? Có. Ăn uống làm sao rồi? Ăn uống làm sao? Đúng rồi, ăn nhẹ ăn loãng thôi nha, để truyền nước cho bác. Mỗi ngày mấy cô có thuộc tháo dưới không? Không. Phi cái này bàn giao lại, mỗi ngày thuộc một hai lần cho nó sạch ruột nha, nó phải thuộc nhiều lần nó mới trống được nha. Giờ bây giờ còn sáng giờ nay nó nổi gò mấy lần, từ sáng giờ nổi gò mấy lần? Vài lần. Nó đau nhâm khắp bụng hết không? Cái u của trực tràng nó bít gần hết cái lòng trực tràng rồi nha. Giờ bệnh nhân có triệu chứng của tắc đại tràng, tắc trực tràng, lâu lâu lại nó gò lên và đau kèm theo đau.
khi nó gò đó chúng ta thấy quan sát cái khố đó luôn rất là rõ nha. Rồi để còn mổ như thế nào thì chúng ta sẽ bàn sau. Khỏe không chú? Khỏe mổ mấy ngày rồi có đúng đục thừa không, có chắc không, có xem từ đường phẫu thuật chưa? Đấy, phải nói bệnh nhân lớn tuổi thế này chưa chắc là đục thừa, mổ ra có thể không phải đục thừa, nên phải xem mổ ra cái gì, phải chính xác là gì, phải xem từ đường phẫu thuật mới được. Nên là chú thấy trong người sao, khỏe, đi tiêu được chưa? Chưa được. Chưa đi tiêu xì hơi được, ăn uống đồ được hết. Nhà gần đây không? Cần ruột, mổ mấy ngày rồi? Có thứ ba. Thôi về được rồi nha, về. Tên gì rồi? Tên gì? Hương hả? Hoa rồi, xuất viện. Mổ thứ hai hả? Để thứ hai tuần tới các chị nha, các chị tại địa phương cũng được, trong tuần tới thứ ba thứ tư gì đấy, bữa nào rảnh chú lên đây chú tái khám lại nha, thay băng cái này nha Phi ơi, thấy băng dơ thế này nên thay, một là băng dơ, hai là băng thấm dịch, thay băng nha. Rồi nhớ rồi, lần trước là anh đã mổ một lần phải không, mổ một lần đặt cái nồng đó về vô tắc mật lại chứ gì. Cái này cũng hay, cái này thầy mổ nha, một cái u của tụy gây tắc mật nha, thì được bệnh nhân này được nối vị tràng và đặt cái nồng qua cái chỗ tắc ở cái vùng đầu tụy đấy, nó chỗ nó chèn vào trong ống mật đó. Nếu không nói vị tràng để giải quyết cái tắc tá tràng do u đầu tụy, rồi lại đặt cái nồng qua cái chỗ hẹp, cái chỗ bị ép từ cái đầu tụy vào trong đường mật, nhưng sau đó một năm sau nhân nhập viện trở lại vì cái vàng da nha, thì vàng da là do cái nồng nó mất tác dụng rồi, mất tác dụng sao chúng ta sẽ biết sau, cho nên phải tìm cách để giải áp cái đường mật cho bệnh nhân. Thì đây là một cái cách là gì, là xẻ cái ống gan, sẽ trong gan ở trong gan ấy nha, lấy cái qua ruột lên nối, lấy một cái đoạn ruột lên nối vào trong cái ống gan đấy, gọi là phẫu thuật long mai nha. Này đặt một cái nồng qua cái miệng nối để bảo vệ cái miệng nối, tại cái miệng nối nó rất nhỏ, cái ống mật trong gan khi mổ ra nó khoảng chừng 4mm thôi, miệng nối rất nhỏ cho nên phải đặt cái nồng để bảo vệ miệng nối. Mỗi ngày ra nhiều không chú? Cái này ra nhiều không? Đây nè, cũng ra cũng khá nhiều đấy nghe. Rồi đây là cái ống dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da, bạn thấy hai cái ống chưa? Cái ống này là cái ống dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da, là người ta chọc một cái ống này nè, ống xanh này, người ta chọc qua da xuyên qua thành ngực nha, vào trong khoang bụng nha, vào xuyên qua gan, vào trong một cái đường mật ở gan phải để giải áp tạm thời nha. Trường hợp này thì không cần phải phẫu thuật, này là một cái thủ thuật gây tê thôi. Để làm gì? Để cho cái chức năng gan nó phục hồi nha. Cái này chỉ là tạm thời thôi chứ không có lưu được lâu nha. Thì sau đó là gan nó đỡ bị một cái sang chấn do tắc mật, thì lúc đó sẽ mổ để nối cái đường ruột vào trong cái mật trong gan. Đây là cuộc mổ nè nha, đây là cái phẫu thuật nè nha, ở đây là dẫn nối với ống gan bên trái nha, còn đây là dẫn lưu cái ống gan bên phải, hiểu vấn đề chưa nha. Thì cái này là nếu chỉ làm cái này không, tất cả mật nó sẽ ra ngoài hết và chỉ tạm thời thôi nha. Còn nếu làm cái này là mật nó sẽ chảy xuống ruột, bệnh nhân sẽ có lợi về chức năng tiêu hóa, hiểu không? Rồi nếu là cái ống dẫn lưu được mật đó, thì một trong những cái dấu hiệu chúng ta khám là xem dịch mật nó ra bao nhiêu. Tuy nhiên trên bệnh nhân này cái lượng dịch mật nó ra không có quan trọng nữa, tại vì sao, nó đã xuống ruột hết một phần rồi, nó ra mà một phần mà đã xuống ruột một phần, tại vì bệnh nhân này có cái miệng nối mật ruột, cho nên cái lượng mật thăm khám ở đây không có quan trọng nữa. Quan trọng nhất là ta xem bệnh nhân có bớt vàng da chưa nha, rồi bilirubin có xét nghiệm có xuống chưa. Mà tôi thấy rõ ràng trực quan là thấy bệnh nhân bữa nay hết vàng rồi đấy, chứ lúc mới vô bệnh viện là vàng khè như một cái củ nghệ vậy đó,
da bệnh nhân già như của nghệ nha, giờ mổ xong là thấy đáp ứng liền nha, thấy bữa nay hết vàng đúng không anh? Anh cũng thấy luôn cái gì đúng không? Ừ. Ừ, rồi thôi tốt quá. Giờ hướng sắp tới điều trị thì sao? Nha, chụp kiểm tra. Chụp kiểm tra miệng nối nó có thông chưa, bằng cách gì bơm thuốc cản quang vào một trong hai cái ống này. Nha, nếu mà chúng ta thấy là thuốc cản quang nó xuống dưới ruột được á và nó không có dò vào trong khoang bụng được, ta rút luôn cả hai luôn cho nhau xuất viện. Ha, rồi bên này thấy hai cái ống này, nhớ đây là một cái dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da nè. Nha, còn đây là một cái ống dẫn lưu đi ngang qua cái miệng nối mật ruột để bảo vệ cái miệng nối. Nha, cả hai cái ống này đều có tác dụng là dẫn lưu mật hết. Để làm giảm bớt tắc mật. Tuy nhiên cái ống này nó còn có tác dụng thêm là gì, là bảo vệ cái miệng nối. Nắm được chưa? Ống này nè. Ha, khi nào miệng nối nó lành, nó thông thì chúng ta sẽ rút. Nha, còn cái ống này khi nào rút, khi nào hết cái vấn đề tắc mật thì chúng ta rút. Hiểu chưa? Hiểu không? Hiểu không? Có gì thắc mắc không? Có gì thắc mắc không? Chuyển gia diễn rồi. Bấm lắm rồi. Đeo đi, cái chốt chốt đâu mà bấm gì nữa. Có thấy chốt đỏ đỏ không? Dạ, rồi. Rồi, có gì thắc mắc không? Có thắc mắc không? Hả? Hiểu không? Hiểu, hiểu, hiểu thế nào là dẫn lưu đường mật không? Dẫn lưu đường mật có tác dụng gì? Dẫn lưu của đường mật á, nghĩa là ta chuyển cái dịch mật ra một cái nơi khác để có tác dụng gì? Để giải áp. Tại sao cần phải giải áp đường mật? Tại sao cái tắc mật mà lại cần phục hồi chức năng gan? Đúng rồi, ứ mật, tắc mật lâu ngày ở gan nó bị hư. Bị gan nó bị tổn thương. Cho nên là phải giải áp được mật để cho gan nó phục hồi. À, có bao nhiêu cách giải áp được mật? Dẫn lưu trong và dẫn lưu ngoài. Nãy giờ thầy chưa nói mà người kia cũng phải nên tự hiểu. Dẫn lưu ngoài là đưa dẫn lưu nó chảy ra ngoài, còn dẫn lưu trong cho nó chảy xuống ruột. Đồng ý không? Muốn dẫn lưu trong thì phải cần một cuộc mổ, để có mổ thì ta mới nối cái đoạn ruột đó với được cái ống mật. Còn dẫn lưu ngoài có thể không cần cuộc mổ, như đây là trường hợp này, dẫn lưu ngoài. Đồng ý không? Còn trường hợp này cũng là dẫn lưu ngoài nhưng mà nó bảo vệ cho cái dẫn lưu trong. Nha, giữ cái dẫn lưu ngoài và dẫn lưu trong thì nào có lợi hơn? Dẫn lưu trong có lợi hơn thì ta tranh thủ được cái lượng dịch mật, chức năng tiêu hóa của dịch mật đấy. Nha, tuy nhiên bất lợi chỗ nào? Bất lợi chỗ nào? Ông này, dẫn lưu trong có bất lợi gì so với dẫn lưu ngoài? Đúng rồi, nhưng tốt cuộc mổ. Đúng chưa? Cuộc mổ phải có gây mê. Gây mê tên một cái gan đã suy giảm, đã mệt mỏi do cái tắc mật đó thì có thể có nguy cơ là suy gan nặng thêm, như trường hợp mổ xong hôn mê gan luôn. Cho nên ta phải cân nhắc xem những cái lợi cái bất lợi, ta cân đo đong đếm cái nào tốt hơn thì chúng ta sẽ chọn cái đấy, chọn cái phương án đấy nha. Cho thôi. Khoảng 10 tới 10.